Ngày 22 tháng 12 vừa qua, ca sĩ Anh Thơ đã chính thức nhận được nút vàng YouTube. Kênh Anh Thơ Official được thành lập từ năm 2015. Hiện kênh đã có hơn 1 triệu lượt đăng ký với hơn 338 triệu lượt xem. Thành tựu này có được là nhờ sự nỗ lực sáng tạo không ngừng của Anh Thơ cũng như sự ủng hộ bền bỉ của khán giả từ mọi miền đất nước. Sau khi cầm nút vàng YouTube, ca sĩ Anh Thơ đã rất xúc động. Chị đã chia sẻ nhiều điều thú vị trong buổi phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn theo dõi, lắng nghe những chia sẻ của ca sĩ Anh Thơ sau khi chị nhận được nút vàng YouTube. Xin chào chị Anh Thơ. Chúc mừng chị đã nhận được nút vàng của YouTube. Và trong cuộc đời của chị Anh Thơ thì đạt được rất là nhiều giải thưởng. Và sau khi nhận được nút vàng của YouTube trong bộ sưu tập giải thưởng thì chị có cảm xúc như thế nào ạ? Vâng ạ. Đang ra Anh Thơ cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Đây là một món quà rất là bất ngờ, rất là lớn đối với Anh Thơ. Khi mà nghe thông tin Anh Thơ đạt được nút vàng thì một cái niềm hân hoan khó tả lắm ạ. Anh Thơ nghĩ rằng trước đây cũng như bây giờ và đến sau này cũng vậy, Anh Thơ luôn luôn mang trong lòng mình một sự biết ơn lớn lao, sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Anh Thơ cho đến hôm nay Anh Thơ đạt được cái nút vàng này. Một cái sự cảm ơn sâu sắc. Vâng, và còn một giải thưởng nữa, hay nói cách khác là một danh hiệu mà có rất là nhiều những khán giả đã nhắn tin đến fanpage hay là kênh của chị Anh Thơ. Khán giả hỏi rằng tại sao chị Anh Thơ chưa được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ ưu tú ạ? Vâng ạ, cái việc này thực ra trả lời thì nó cũng rất là một cái việc tế nhị. Nhưng mà cũng qua đây thì cũng Anh Thơ cũng chia sẻ với tất cả quý vị và những người yêu mến Anh Thơ một chút. Bởi vì thực chất thì cũng đã có rất nhiều khán giả hỏi Anh Thơ trực tiếp, gọi rằng là em ơi sao em lại không làm ưu tú, không làm nhân dân đi, em xứng đáng mà như này kia. Thì Anh Thơ cũng rất là cảm ơn những cái khán giả đã luôn luôn muốn cho Anh Thơ đạt được cái điều đấy. Thì đầu tiên là Anh Thơ phải chia sẻ rằng là thực chất thì với Anh Thơ thì cũng bận rộn công việc rất là nhiều. Và cái việc quan trọng mà Anh Thơ cảm thấy trong cuộc sống của mình ý, thì đó là việc yêu thương con cái, gia đình. Và công việc thứ hai đó là được dạy dỗ các em học sinh. Việc thứ ba là việc được nhận nhiều show để được đi hát khắp nơi, được quý vị yêu thương nhiều hơn nữa. Như chẳng hạn như là cái nốt vàng YouTube này là chứng tỏ là một cái việc là mọi người yêu quý Anh Thơ rất là nhiều. Nhân dân yêu quý Anh Thơ thì mới được như thế này, thì đây cũng là một cái bằng chứng. Anh Thơ cảm thấy là Anh Thơ như thế là quá đủ rồi. Anh Thơ cảm thấy cái sự nốt vàng và một cái minh chứng cho cái việc là có rất đông đảo quý vị yêu mến như thế, đó là những cái mà đã là món quà tuyệt vời nhất trên cuộc đời Anh Thơ rồi. Thì Anh Thơ cũng cảm thấy rằng là nếu như mà cái việc ưu tú hay nhân dân thì mà được nhà nước trao tặng ấy, thì cái việc đấy thì nó phải liên quan đến là đi làm hồ sơ rồi thu thập những cái bằng giải thưởng. Mặc dù Anh Thơ có đầy đủ hết nhưng Anh Thơ không làm, bởi vì là tôi Anh Thơ nghĩ rằng là mình cũng được nhiều thứ rồi. Thế còn những cái việc mà cái điều đó đối với Anh Thơ thì nó không quá quan trọng, nó không phải có bằng được. Cho nên Anh Thơ cũng nghĩ rằng là thôi mình tập trung vào đúng cái chuyên môn đi hát, được mời diễn nhiều, đó là cảm thấy hạnh phúc rồi. Dạ vâng ạ, là một nghệ sĩ quen với ánh đèn sân khấu thì khi mở rộng địa bàn hoạt động trên YouTube thì chị cảm thấy khán giả trên môi trường số như thế nào ạ? Vâng, trước đây thì Anh Thơ tham gia biểu diễn rất là nhiều ở sân khấu lớn nhỏ ở cả nước. Thì cái việc mà để ý, chưa thực sự để ý đến cái kênh của mình. Và gần đây thì Anh Thơ cảm thấy khi mà Anh Thơ tương tác với tất cả quý vị ấy, thì đáng yêu lắm. Có rất nhiều khán giả rất là dễ thương. Và nó như là cái ngôi nhà thứ hai, khi nào mình chia sẻ những câu chuyện của mình và mình đưa các sản phẩm lên trên trang và mình được mọi người khen ngợi chẳng hạn, thì đó là một cái niềm động lực rất là lớn đối với nghệ sĩ như em. Thì Anh Thơ nghĩ rằng là sau đây thì Anh Thơ sẽ có nhiều cái sản phẩm hơn nữa để đưa lên trang của mình nữa, để phục vụ cho cái kênh của mình. Và mong mọi người luôn luôn yêu thương và ủng hộ Anh Thơ nhé. Dạ, chị có kỷ niệm nào về khán giả trên Facebook hay là YouTube mà chị có thể chia sẻ ạ? À vâng, thực sự thì là vui lắm cả. Ở trên trang thi thoảng mà Anh Thơ nhận được đó là ví dụ như là có nhiều chị thì chị nói rằng là ôi em thật là duyên dáng, nếu mà chị mà là đàn ông thì chị sẽ yêu em chẳng hạn. Hoặc là cũng có những anh cũng nhắn tin tán, hoặc là nhắn tin mà là tại sao lại anh Trọng Tấn lại hay là anh Vân Hạn là khi hát đâu với nhau mà lại nhìn nhau đắm đuối thế chẳng hạn. Thì anh ta cũng rất là vui. Anh ta cũng giải thích điều đó là chẳng qua là ở trên sân khấu thôi, phải
thể hiện qua cái bài hát thì phải như thế. Đấy thì tức là họ có những cái lúc mà họ có những người khán giả họ rất yêu quý mình ấy thì họ vui vui họ trêu như thế. Thì anh Thơ cũng hay tương tác trả lời họ cũng rất là cảm ơn. Và họ còn trêu đùa anh Thơ ví dụ thế thì thực ra là một cái mà anh Thơ nghĩ rằng là như là một cái những người thân của mình vậy, mình trả lời mình chia sẻ cái câu chuyện của mình. Dạ vâng, được biết gần đây chị đang vừa đã quay xong một album nhạc Trịnh. Thì tại sao chị lại chọn nhạc Trịnh để hát ở giai đoạn này? Và cho đến tận bây giờ anh Thơ mới dám hát, phải nói là đúng cho đến tận bây giờ anh Thơ mới dám hát nhạc Trịnh. Bởi vì cũng không phải là cái sở trường của anh Thơ, nhưng mà anh Thơ rất yêu nhạc Trịnh và rất thích những cái ca từ trong bài hát. Cho nên anh Thơ cũng mạo muội làm một album. Thì tất nhiên là sẽ có những cái khán giả mà họ chỉ thích nghe anh Thơ hát dân gian thôi. Đúng như thế, và họ nói rằng là có những khán giả của những người khác chẳng hạn nữa là anh Thơ tức là như là không được hát những cái dòng khác. Tất nhiên là mình người ta chỉ trêu đùa thôi và chỉ hát dòng nhạc quê hương thôi, nhưng mà anh Thơ cũng thấy có rất nhiều các quý vị khán giả đã ủng hộ anh Thơ rằng là cũng em hát được nhiều dòng đấy, em hát đi, mình hát với những cái gì cái bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái tình cảm của mình thôi, chứ cũng không phải là còn cái việc ai đấy nói gì hay làm gì đó là việc của họ. Còn tất cả các anh chị mà đã yêu mến, rồi các bác các cô chú đã yêu mến giọng hát anh Thơ là luôn luôn ủng hộ anh Thơ, và người ta ủng hộ anh Thơ lắm, người ta nói rằng là anh Thơ nên ra đi ra dòng cái này này kia, tại vì cũng rất thích, cũng nhiều khán giả thích cái nhạc Trịnh chứ không phải là cái dân gian của dòng anh Thơ ấy. Nên anh Thơ mới mạo muội làm cái điều đấy để phục vụ cho những tất cả những quý vị khán giả mà đang yêu mến giọng hát của anh Thơ. Đấy chính mục đích chính là như thế, cũng vừa là mình cũng yêu thích, vừa là một cái dòng nhạc rất là hay, ca từ rất là tuyệt vời, vừa với lại anh Thơ cũng rất yêu thích, vừa với lại là tất cả quý vị khán giả mà của anh Thơ đang nghe trên YouTube của anh Thơ cũng rất là mong muốn có những cái sản phẩm như thế. Và anh Thơ đã mạo muội ra một nhạc Trịnh, nhưng mà chắc là cũng sắp tới thôi ra mắt với tất cả quý vị. Vâng, theo chị thì khi anh Thơ hát nhạc Trịnh sẽ có điểm gì khác so với những nghệ sĩ đã thành công với nhạc Trịnh trước đây ạ? Trước đây thì mình chẳng dám nói, vì là những người đã thành công rồi thì còn họ đều có những cái riêng. Thế còn anh Thơ thì anh Thơ cũng mạo muội xin phép là quý vị khán giả cũng như là gia đình của nhà Trịnh Công Sơn, đấy là cho phép anh Thơ hát bằng cái cảm xúc của anh Thơ, bằng cái tấm chân tình của anh Thơ, những cái điều mà đó là những cái mà anh Thơ muốn trải lòng qua những cái tác phẩm đấy, chứ cũng không dám so sánh hay là không muốn đòi hỏi cái gì là mình hát hay hay là mình không hay, nhưng mà mong rằng quý vị cứ nghe xong là cảm nhận từ từ bằng cái sự chân thành mộc mạc nhất của anh Thơ. Được biết là năm sau chị anh Thơ sẽ kỷ niệm 30 năm ca hát của mình, thì chị có thể chia sẻ bật mí cho khán giả về cái kế hoạch của mình được không ạ? Trong đầu anh Thơ thì có rất là nhiều cái dự định cho 30 năm kỷ niệm, lẽ ra là năm nay. Nhưng mà năm nay thì anh Thơ vừa làm xong cái live show chung với anh Trọng Tấn, cũng như năm ngoái 2022 thì anh Thơ đã làm cái live show riêng của mình. Thì muốn dành cho năm sau hoặc là phải năm sau nữa, bởi vì là mình cũng đang dự định thôi. Thì anh Thơ muốn làm một cái lần tri ân lớn, làm một cái live show lớn để tri ân đến tất cả quý vị mà đã luôn yêu thương và ủng hộ anh Thơ. Chẳng hạn như là anh Thơ rất là muốn là nếu mà có xin được tài trợ chẳng hạn thì sẽ mời, sẽ có vé mời cho những khán giả trên YouTube của anh Thơ ở các tỉnh chẳng hạn, đấy sẽ về dự ở Trung tâm Bệnh Quốc gia. Xong rồi là anh Thơ đang nghĩ rằng là sẽ có những cái một cái buổi tiệc buffet ở cái sân ngoài, rồi quý vị khán giả sẽ đi vào đông vào đi xem anh Thơ biểu diễn ngay một cái live show trực tiếp như thế để đón tất cả những quý vị ở khắp nước về. Anh Thơ ao ước cũng làm một cái điều đấy tri ân đến tất cả quý vị, nhưng mà không biết là có làm được không, nhưng mà anh Thơ luôn luôn sẽ tâm niệm cái điều đấy cho đến 2 năm nữa, và anh Thơ sẽ cố gắng để làm cái điều đấy để tri ân đến tất cả quý vị khán giả của mình. Dạ vâng, cảm ơn chị đã có những chia sẻ với những khán giả ngày hôm nay, và cảm ơn chị đã dành thời gian đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chúc chị một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công với con đường âm nhạc của mình, luôn cống hiến cho khán giả. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn và xin chào tất cả quý vị khán giả. Cho phép anh Thơ xin được gửi một lời chào, một lời chúc chuẩn bị hết năm cũ và bước sang một cái năm mới, năm rồng, và năm sau cũng là năm tuổi của anh Thơ, năm Bính Thìn đấy ạ, năm con rồng. Thì xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả, các gia đình, đó là một cái lời chúc an lành, một cái sự giàu có hơn nữa. Vâng, và luôn luôn mạnh khỏe,